Xin chào quý bậc phụ huynh, quý thầy cô và các em học sinh thân mến. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong bài Em làm được những gì? Vở bài tập môn toán lớp 3 tập 2 bộ sách Chân trời sáng tạo. Trên kênh của chúng mình thì 3 bộ sách thầy đều đã làm rất là đầy đủ. Hãy tìm theo bài, theo trang, theo bộ sách để chúng ta cùng học các em nhé. Bây giờ thì mời các em mở sách ra trang số 48 nào. Rồi, mình sẽ đến với bài 1 này. Yêu cầu là đặt tính rồi tính. Như vậy chúng ta sẽ có này 1, 2, 3, 4 phép tính. Mình sẽ thực hiện các phép tính nhé. Ở đây có 4 phép tính thì thầy sẽ dùng thước này, kẻ luôn cả 4 phép tính. Để tí mình không phải đặt lại. Ok. Rồi, 1 phép tính nè, 2 phép tính nè, 3 phép tính nè, 4 phép tính nè, được chưa? 7 8 6 4 cộng với này. Chú ý đây là mấy? 4 chữ số và đây chỉ có mấy? 3 chữ số, đặt cho đúng nha. 3 2 9. 4 cộng 9 là 13, viết 3 nhớ 1. 6 thêm 1 là 7, vậy thì 7 cộng với 2 là 9. 8 cộng với 3 là 11, viết 1 nhớ 1. 7 này, thêm 1 là 8. Xong chưa? Rồi, đến câu B. 5.017 trừ 4.808. 7 không trừ 8 lấy 17, 17 trừ đi 8 bằng 9 nè. 1 trả 1 thì bằng 0, vậy thì 0 trừ 0 bằng 0. 10 trừ 8 bằng 2, viết 2 nhớ 1. 5 trả 1 còn 4, vậy thì 4 trừ 4 bằng 0. Như vậy đây chỉ còn nhiều 209 nhé. Rồi, phép tính thứ 3 là phép tính nhân. 1 2 0 5 nhân cho mấy? Nhân cho 6 này. 6 nhân 5 bằng 30, viết 0 nhớ 3. 6 nhân 0 là 0, thêm 3 là 3. 6 nhân 2 12, viết 2 nhớ 1. 6 nhân 1 là 6, thêm 1 là 7. Ok chưa? Rồi, sang phép tính tiếp theo. Rồi, đây là phép tính chia mà thầy này kẻ như này rồi. Đấy. 2 9 1 6 này, chia cho 9 này. Đấy, vừa nãy mình kẻ nhầm nhá. Đây, chia cho 9, ta phải kẻ đây mới đúng này. Đúng nè. Đó. Rồi, 2 không chia cho 9 lấy 2 chữ số, 29 chia cho 9. Như vậy thì được mấy các em? 3 không? 49 36 được 3 thôi, 39 27. Vậy được 3 đúng nào. 3 nhân 9 27, 29 trừ 27 thì còn dư mấy? Dư 2. Hạ số 1 ta được 21. 21 chia cho 9 được mấy? 3 được không? Không được, vậy thì chỉ được 2. 2 nhân 9 10 18. 21 trừ đi 18 thì còn mấy? Còn 3 đúng không nào? Hạ 6 ta được 36. 36 chia 9 bằng 4. 4 nhân 9 36, 36 trừ 36 bằng 0. Như vậy đây là phép chia gì? Phép chia hết nhé. Ô văn kê. Rồi, sang bài số 2. Đúng thì ghi chữ đờ, sai thì chúng ta ghi chữ gì? Chữ S này. Chu vi một hình chữ nhật gấp 2 lần tổng của chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật đó. Đúng không? Đây, Hình chữ nhật thì có chiều dài là A, chiều rộng là B. Như vậy thì có phải là chu vi của nó thì có phải là sẽ là A này, cộng với gì? Đây cũng là B, đây cũng là A đúng không? Cộng với B, cộng với A, cộng với gì? B. Như vậy đây có phải gấp 2 lần không? 2 lần tổng chiều dài chiều rộng không? Đây là tổng này. Vậy thì sẽ bằng A cộng B nhân mấy đây? Nhân 2. Đúng chưa? Đấy, vậy thì đây là điền chữ gì? Chữ đờ nhá. Rồi câu B. Chu vi một hình vuông gấp 2 lần độ dài cạnh hình vuông đó. Hình vuông có phải không các em? Đây hình vuông này. Như vậy hình vuông cạnh là A thì tất cả đây đều là A này. Như vậy nó phải là mấy? 4. A nhân mấy? A nhân 4 mới đúng. Như vậy nó gấp mấy lần? 4 lần mới đúng nhá. Vậy thì đây là câu gì? Câu sai này. Rồi. Số 2000 gấp lên 3 lần thì được 600. Đúng không? 2000 này gấp lên 3 tức là nhân cho 3 thì sẽ bằng 6 gì? 6000 mà đây 600. Sai. Rồi. Số 6000 giảm đi 3 lần thì được 2000. Đúng không? Quá dễ nhá. 6000 chia cho 3 thì được 2000. Đúng. Ok. Rồi. Mình sang bài số 3. Một cái bàn bóng bàn dành cho trẻ em có mặt là hình chữ nhật. Chiều dài thì 152 cm, chiều rộng 71 cm. Tính chu vi mặt bàn này. Đây có nghĩa là gì? Mình sẽ tính chu vi của cái mặt gì? Mặt bàn hình chữ nhật. Chiều dài bao nhiêu? 152. Chiều rộng 71. Áp dụng công thức đây. Quá ngon đúng không? Rồi, dựa câu hỏi để chúng ta trả lời. Tính chu vi mặt bàn đó, mình trả lời chu vi mặt bàn đó là, được chưa? Chiều dài 152 cộng với chiều rộng 71. Cùng đơn vị đo nhân cho mấy? Nhân cho 2. Ô văn kê. Rồi các em thực hiện 152 cộng 71. 2 cộng 1 là 3. 5 cộng 7 12. Viết 2 nhớ 1. 1 thêm 1 là 2. Như vậy sẽ là 223 nhân cho 2. 2 x 3 là 6, 2 x 2 là 4, 2 x 2 là 4. Như vậy sẽ là 446. Ok nhá. 446. Đơn vị là cm. Rồi. Ghi cái gì đây? Đáp số 446 cm. Sang bài 4. Khoanh và chữ cái trước ý trả lời thích hợp. Câu A này. Bạn gái cân nặng, các em nhìn đây, 30 kg, 30 g. Thì có bạn gái nào mà cân nặng là 30 g không các em? 30 g là quá nhẹ đúng không? Vậy thì mình sẽ phải chọn là bao nhiêu? 30 kg. Rồi. Tờ giấy cân nặng, có một tờ giấy nặng 1 kg, hợp lý không? Không đúng không? Vậy thì tờ giấy chỉ nặng là gì? 1 g thôi. Ok chưa? Đấy, chú ý những cái cân này nhá. Rồi câu C. Quyển sách toán 3 nặng hơn 1 kg, nhẹ hơn 1 kg. Wow, sách toán của chúng ta mà nặng hơn 1 kg mà chúng ta học một ngày 4 tiết thì chắc chắn là gì? Hơi bị nặng đó đúng không? Vậy thì phải là gì? Nhẹ hơn. Rồi, cục tẩy nặng hơn 1 g, nhẹ hơn 1 g. Như vậy thì cục tẩy của chúng mình nó nặng hơn hay nhẹ hơn nhỉ? À, nó sẽ nặng gì? Nặng hơn 1 g nhé. Ok, sang bài 5. Điền cái số nào. Gia đình của Nam dự định nuôi cá, trồng cỏ cho bò và nuôi gà ở một khu đất hình vuông. Tức là nhà bạn này vừa nuôi cá này, trồng cỏ này và nuôi bò. Hình vẽ bên dựa trên ý kiến của Nam. Theo hình vẽ thì Nam tính được chu vi của ao cá. Ao cá đâu? Đây, ao cá này các em. Đấy, chu vi của ao cá đây này. Đấy. Vậy thì mình sẽ tính xem cái ao cá này chu vi là bao nhiêu. Có hết cạnh này các em. 40, 30, 50 này, 40m này, 30m này, 50m này. Vậy thì các em chỉ cộng vào thôi. Đây chính là chu vi của hình tam gì? Tam giác. 40 cộng 30 cộng 50. 40 với 30 là bao nhiêu? 70. 70 cộng 50 thì bằng bao nhiêu? 120. Ok chưa? Rồi, như vậy đây chúng ta sẽ điền là 120 nhé. 120. Câu B này, chu vi vườn cỏ là vậy thì vườn cỏ là bao nhiêu? Em nhìn thấy đây. Vườn cỏ cho bò ăn đó, tức là gì? Chúng ta sẽ tính chu vi của hình tứ giác này. Bao nhiêu? 60m này, cộng với này 50m này, đúng không? Cộng với bao nhiêu? 30m này, cộng với chiều này nữa bao nhiêu? 40m. Như vậy các em sẽ nhóm cho thầy. 40 với 60 này, chúng ta nhóm nó vào này. 60 cộng 40 cộng với 50 cộng với bao nhiêu? 30. Như vậy đây là bao nhiêu? 100 cộng với 50 cộng 30, 150, 180. Được chưa? 180. Ok. Chu vi của trại gà. Đấy, trại gà dễ như ăn kem, đúng không? Đây, trại gà này mình thấy này, chiều này chính là chiều này này, 60m này. Đây là chiều gì? Chiều dài, đúng không? Mà đây là hình vuông, từ đây đến đây bao nhiêu? 40m rồi. Vậy thì 60 mà trừ đi 40 thì chỗ này sẽ là bao nhiêu? 20m. Được chưa? Vậy thì chu vi của nó sẽ là 60 cộng với bao nhiêu? Cộng với 20. Đây là hình chữ gì? Chữ nhật. 60 cộng 20 nhân cho mấy đây? Nhân cho 2 nhá, nhớ đừng quên này nha các em. Đấy, đây là chu vi của hình chữ nhật, có chiều dài 60, chiều rộng 20. 62 là 80 nhân 2. 82 mười mấy? 16. Vậy sẽ là 160m. 160. Ok. Giờ ta hỏi chu vi cả khu đất là bao nhiêu mét? Tính được không? Chu vi cả khu đất này chính là chu vi của hình vuông, có cạnh là bao nhiêu? 60. Đấy, vậy thì các em chỉ việc lấy gì? 60 là cạnh nhân cho mấy? Nhân cho 4. 6 nhân 4 là 224. Vậy sẽ là 240m. 240. Ok chưa? Được chưa các em? Hãy xong nhá. Rồi, sang bài tiếp theo. Bài số 6. Điền cái số nào. Theo thứ tự từ đầu tháng đến cuối tháng, các ngày thứ 7 của tháng 4 năm 2023 sẽ là đây, lịch là tháng 4 này, ngày thứ 7 này. Vậy thì các ngày đầu tiên sẽ là ngày mùng 1 này. Đấy, thứ 7 đúng không? Sẽ là ngày 1 này. Bao nhiêu? Ngày 8 này. Bao nhiêu đây? 10, 15 này. Bao nhiêu? 22 này. Và 20 29 này. Dễ không? Rồi, câu B này, tháng 4 năm 2023 có bao nhiêu ngày chủ nhật? Đây mình đếm này, 1, 2, 3, 4, 5. Như vậy có mấy? 5 ngày chủ nhật. Dễ không? Rồi, chủ nhật cuối cùng là ngày nào? Đấy, chủ nhật cuối cùng là ngày bao nhiêu? À, chính là ngày 30. Ngày 16 là chủ nhật thứ mấy trong tháng? Đây ngày 16 này, chủ nhật thứ 1, 2, 3. Như vậy đây sẽ là chủ nhật thứ gì? Thứ 3. Cái này các em ghi bằng chữ nhé. Ok. Rồi, đến bài 7. Điền có thể, chắc chắn hay là không thể vào chỗ chấm. Không nhìn vào hộp, lấy ra một khối lập phương. Như vậy các em nhìn đây này, chúng ta sẽ thấy có một khối màu xanh và khối màu xám. Thì chúng ta sẽ lấy ra ngẫu nhiên này. Lấy được khối lập phương màu xám. Như vậy mình sẽ là sao? Chắc chắn không? Không chắc chắn được đúng không? Vậy thì đây sẽ là từ có gì? Có thể. Lấy được khối màu xám. Câu B, lấy được khối màu xanh. Như vậy đây mình cũng là sao? Có thể thôi nhé. Đấy, cũng có thể lấy được là khối màu xanh. Chứ mình không thể khẳng định là gì chắc chắn được đúng không? Lấy được khối màu đỏ. Như vậy ở đây là gì? Không thể. Bởi vì sao? Nó chỉ có màu xám và màu xanh. Như vậy đây mình sẽ dùng từ không thể lấy được cái khối gì? Khối màu đỏ. Bởi vì sao? Chỉ có hai màu này thôi, làm sao ra màu đỏ? Ok. Rồi. Như vậy thì chúng ta đã hoàn thành được cái bài em làm được những gì này. Đừng quên là chia sẻ kênh cũng như video này các em nhé.